xe đỏ bên kia. Ủa ai chân giữ nè. Ở bên xe đỏ bạn á. Ở bên kia đi, ở ba chân giữ đi. Gì? Ba chân giữ. Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của trong sáng hôm nay. Hiện tại là heo quay Kim Mai đang vỡ trận toàn tập. Các cao thủ đang làm liên tục mà vẫn không kịp luôn cô chú anh chị và các bạn. Đó nên là hôm nay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn những ngày tập trung. Dạ em nghe chị, em nghe. Một ký. Theo quay của chị Mai bán là tại địa chỉ là 189 Phạm Vũ Thứ, phường 4, quận 6 của cô chú anh chị và các bạn. Thời gian bán từ 6:30 cho đến 18:00 hàng ngày. Dạ. Giá heo quay bắt rọi từ 320, đùi từ 300, xíu xíu thì là 300. Bánh mì heo quay là 15k. Hiện tại là đang vỡ trận rất là toàn tập luôn. Sao lâu quá vậy? Đó. Không có nghe đâu tao ơi. 13/200. Trời ơi. Cảm ơn cô. Chốt đơn 13/200. À quên nữa. Mà trong khi khách đó đang vỡ trận rất là nhiều. Cái chặt nhỏ vậy. Chặt nửa ký cho ta cái này giờ quên. Có tài mà. Có không? Không. Ê, nửa ký mà bao đấy nguyên mà. Mặt chặt luôn hả? Trời ơi. Về phút. Nhỏ luôn hả? Ờ 8 giờ sáng rồi lấy ký chặt nhỏ nữa. Hỏi mày lấy ớt nha. Cái kia ra một hộp á. Đấy làm cái chặt cái gì chặt nhỏ. Bộ đúng rồi. Thôi ai cũng có hết. Thì phải lấy xe chở rồi. Có một mình em làm. Rắc. Cái bánh mì luôn đi Tâm ơi. Hết bánh mì. Lấy sao mẫu để ớt đi con. Dạ nghe mấy anh chị ơi. Các cô chú đến mùa đông nghẹt luôn. Nói chung là giây phút vỡ trận toàn tập những ngày giáp năm. Xa xíu. Một cái giò đúng không anh trai ơi? Cái nào cũng trước hết á. Ừ, nó nhỏ chứ không có nào mà trước sau. Một cái giò. Làm li li chạy hơi quay nhưng mà vẫn nhìn, vẫn chốt đơn, vẫn quan sát xung quanh. Ai nói xấu vẫn nghe nha. Tập trung vậy nhưng mà ai nói xấu vẫn nghe. Ôi trời ơi. À, thấy chưa đó. Lâu lâu chồng xíu cho nó vui vẻ này một xíu.
cho bớt căng thẳng, cho thấy tập trung quá trời. Không ném đá nha cô chú anh chị và các bạn. Đang võ trận rất là toàn tập, mấy chị em mà tập trung lòm song tấu, đang đứng ngoài rất là đông luôn. Kim ngân chưa ra. Chứ hai nếu mà hai quầy thì tranh thủ nhau chặt cũng ok. Một ổ bánh mì. Bánh mì bên này nha bà con ơi. Các cô chú anh chị ơi. Tóc mồ hôi. Trường đó là 300.000 một ký. Ba rọi, đó là ba rọi. Lily vừa cầm miếng ba rọi đó là 320 một ký. Một ký chặt luôn. Anh ơi, anh ơi. Mẹ có mua giùm cho gì nữa mẹ? Đây. Trường 300.000 một ký. Ngoài bán ở địa chỉ là 189 Phạm Bố Thứ, về mai bán ở khu B chợ Bình Tiên nha cô chú. 46 Trần Quý gần chợ Thiết. Đó cô chú anh chị và các bạn thuận tiện đường nào thì ghé đường đó. Buổi chiều buổi sáng thì Lily bán ở đây, buổi chiều thì chị Mai. Cái giờ của ai là đây. Trường khách chưa mua trường. Cái này ký sườn nè, mỗi ký cái dài của chị Mai. Còn cái này để nguyên hay sao? Để ký được cái nửa ký bỏ lên kia tập. Nửa ký nữa kia. Có hai ổ, đừng có để em rau nha, để nước tương với thịt thôi. Gì? Ba ổ chứ. Ký để nguyên đúng không? Lấy được cái khác chị. Để cái nào khác rồi. Bánh mì bên tay phải luôn nha bà con ơi. Ba ổ không rau nè. Ba đây. Nha gói mè cá chứ. Ba ổ thành là đấy. Với lại. Chặt hay để nguyên. Chặt cho tắt. Không, chị yên tâm đi. Cái nào rồi? Để em bỏ bánh mì. Hai ổ bánh mì ạ. Ba đạn ba rọi, ba đạn sườn ngon. Ba đạn sườn có chặt lên nó luôn. Chặt luôn, cũng luôn. Chia hai hộp. Đông quá. Nên là sẽ chậm bà con vô mua, các cô chú anh chị vô mua đó. Để thêm một ổ bánh mì sáng. Nên là nhiều lúc sẽ chậm hơn một xíu. Làm liên tục luôn á. Bánh mì xá xíu chị không chị có gói để... cho chị đó chứ không có rau luôn, chỉ là nước tương với xá xíu thôi.
Đó chị Nga vô đây đi chị Nga. Đó. Hai ổ bánh mì. Dạ, bánh mì đó anh nha. Có bánh bao nữa bà con ơi. Bánh bao 10.000, 20.000 10 cái. Cái đó là của chị đó, nó có ba ổ bánh bao á chị. Ủa 20.000 có để riêng không? Ủa bánh bao là 20.000 5 cái này 10 cái chị? 20.000 10 cái anh. À 20.000 10 cái. Chị này một tí đi đây. Một chặt luôn. Có chị bên này. Ờ vậy mua 10 cái, 20.000 10 cái. 20.000 10 cái một bịch đó cô. 20.000 nữa đi. Tám bịch. Dạ. Nói luôn. Hai bịch. Thêm hai bịch bánh bao nữa. Từ nãy bán heo quay mà quay giới thiệu bánh bao. Ba bịch luôn. Dạ. Hai ổ bánh mì lâu quá ta. Đây. Dạ chào xíu chị. Năm cái à. Nữa. Mẹ lấy bịch một nữa. Một ký chặt với 1 cái giò. Một ký chặt với là 1 cái giò. Đúng rồi. Cái này ký 250 lấy luôn không? Lấy luôn. Đó là bịch này nè. 390 chị gái. Chưa giò còn cái giò. Các chị em tất bật. Các chị em tất bật rộn ra. Nó xíu 2 cộng không nha. Dạ, xíu 2 cộng. Để mấy cái kim này không rau đó chị. Có xe cổ bà con ơi. Hai bố mẫu. Đó, mới giới thiệu bánh bao một cái là cô mua quá trời luôn. Ba bịch. Rồi 6 bịch. 6 bịch bánh bao. 5.2 giờ chỉ muốn cho một ổ mì định 15. Chỉ mấy ổ mì 6 ổ 15 nữa bà chủ. Cô với bà đi mua chị với. Rồi, bên này. 550 nha. Rồi, đưa cho bên này. 590 này, 590 đây. Đây. Bánh mì hả chị? Bánh mì ồ à đang khách đây đang làm bánh mì cho chị khách đây gom hết à. Hai ổ bánh mì rồi. Không anh ấy đi chứ em cũng đứng em cũng. Bên kia chặt quay không kịp luôn á. Chờ xíu nha anh. Đây bánh mì. Chặt heo quay không kịp luôn. Bầm heo quay luôn chị nghe. Bầm heo quay luôn chị. Ừ. Cho nhanh. Nói chung là vỡ trận toàn tập. Em đứng em quay cũng không được, em quay xa quá. Chờ mổ tay quá. Lâu lâu thấy Lily quay qua một cái để cho coi thấy hình ảnh. Từ nãy quay nghiêng không à. Ba hai của anh. Tôi hai ổ mì đi chị. Em 2.3 đi chị. Chị nằm trong nhà. Em xin. Xong là 13 phần 2 lạng, 2 phần 6 lạng. À. Anh cho em vô, em đứng ngay cái đây em chờ. Cảm ơn anh nha. 9 giờ rưỡi. Chị ơi, cho em một ổ không đi. Chờ đây, chờ. Anh hai ổ. Ớt gì không nói luôn. Không lấy ớt. Có bánh mì heo quay. Chị ba ổ quá. Ba ổ. Hả? À, đầu năm là không nói chuyện nổi đúng không? Ừ. Cô giáo á. Giống như cô giáo mà sắm mấy cái micro để chốc đơn. Những gì Lily? À. Của em bố bỏ 20 thùng trang hả chị ơi?
Anh bé ba từ sáng nay cười hoài nha. Tối vợ cưng hay sao mà sáng nay cười hoài. Chồng làm gì? Chồng làm gì? Chạy không kịp. Dạ. Đây là chị Nga hàng xóm, thường hay qua phụ Ly Ly đó. Dạ. Ổ 45 ha. Phụ không đồng nữa nha, thứ hai vậy đó. Tầm ba bán ổ đi, ổ ổ. Chỉ cách quầy heo nhà, chỉ cách quầy heo quay của Kim Mai là mấy căn. Dạ, đã chút chú ơi. Đã chút nha. Chặt heo quay mà cũng tập trung cái lẩu quá trời. Lily chặt heo quay nhưng vẫn tập trung cái kèo ăn lẩu với anh bé ba kìa. Nghe lên đi nghe chứ đừng có để ở dưới nghe chị Lâm. Kẹt xe, kẹt xe. Đồng lắm. Bánh xèo bên tay trái nha cô chú anh chị và các bạn. Của anh bánh mì lộn. Bánh mì mà kêu bánh xèo. Trời nó liệu quá. Rối quá. Mới bên này quay bánh xì nhé. Bánh xèo nhí này là độc lộn của nhiều. Ờ anh bé ba bắt đầu khịa đó, khịa chị nha. Đó chồng rồi. Em chăm em. Hôm nay anh vui vẻ quá anh khịa. Tám chục ngàn. Ngày sáu của anh 200 ngàn bắt đầu đi. 200 ngàn. Cô phải cho con nói giờ con nói là Lê chạy theo quay mà trẻ con cũng nhìn thấy ghiền mà. Đó. Đuổi về xong rồi nó không chịu về luôn. Chi đó. Huống chi là người lớn, thanh niên. À, cháu bé tới coi chạy theo quay đứng nhìn cô Lily xem cô Lily chạy theo quay ghiền quá. Đó. Rồi bắt đầu đi chặt chốt đường. Mười lăm.
Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Thì hôm nay chia sẻ những hình ảnh về quầy heo quay của chị Mai á, Kim Mai á, buổi sáng chặt heo quay vỏ chặn từ đầu video cho đến cuối video nha cô chú anh chị và các bạn. Làm liên tục. Cho ta mở Lily bắt đầu chừng.